Chào cả nhà, chương trình cà phê buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán. Nãy chưa uống cà phê ly, uống cà phê lon. Hôm qua tôi đi chơi thể thao đánh golf về tới nhà buồn ngủ quá, ngủ rượu mắt. Ngủ sớm nó quen hả? Một giấc dậy à, lên đây nói chuyện anh em về thị trường chứng khoán, cổ phiếu hả? Trước hết đó cả nhà, cái VN Index dòng tiền nó khá yếu, dòng tiền thì cái dòng tiền nó yếu này thì nó cũng chưa nói lên điều gì, nhưng mà nếu dòng tiền nó yếu, nó gặp những thông tin bất lợi thì nó dễ đi. Anh em tôi nói anh em mấy cái phiên vừa rồi cẩn thận sử dụng margin là phải cẩn thận là như thế, tại vì dòng tiền yếu là nó không có đủ cái tiêu chuẩn tiêu chí để mà chúng ta sử dụng margin lớn được. Dòng tiền yếu thì tốt nhất là chân trong chân ngoài là tốt nhất kiểu như thế. Rồi cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai tôi thấy mấy cái dư luận bây giờ, dư luận đầu tư đó, thấy giờ cứ nói chuyện nợ xấu hả? Chuyện nợ xấu, nợ xấu thì chủ yếu bất động sản thôi chứ, ngân hàng bất động sản, ngân hàng cho bất động sản vay hả? Tại sao, tại sao lãi suất xuống thấp, lãi suất xuống thấp mà tiền chưa chịu ra đầu cơ bất động sản, chưa chịu ra, tại sao lại xuống xuống thấp, thanh khoản dồi dào mà tiền không chịu vào thị trường chứng khoán? Nhiều câu hỏi tại sao. Để tôi giải thích cho các bạn tại sao này ha. Tại sao? Và nó đúng 100%. Ví dụ một doanh nghiệp bình thường có vài chục ngàn, ví dụ mười mấy, 20 ngàn cổ đông thôi, tự nhiên nó đùng nó vào một cái đợt tăng giá, khối lượng trao tay khủng, nó lên mấy chục, tăng thêm mấy chục ngàn cổ đông, số lượng cổ đông tăng gấp đôi gấp ba, mà giá trị giao dịch ở cái vùng đó mà hàng tỷ đô la, sau đó mới thấy số lượng cổ đông tăng đột biến. Có nghĩa là gì? Nhỏ lẻ tăng đột biến, những người vào đầu cơ trong một thời gian ngắn tăng đột biến. Cái này gọi là vô tình lướt sóng thành cổ đông. Ba tháng khối lượng tăng đột biến, sau đó giá cổ phiếu sụm luôn, sụm luôn ha. So với cái giá đáy thấp nhất của nó trong dài hạn, nó giảm thêm 20% nữa, nó tăng 60%, sau đó nó giảm về giá đáy và nó thấp hơn đáy 20% nữa, xong rồi cổ đông tăng đột biến. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Người ta đưa cổ phiếu cho cổ đông trong một giai đoạn nào đó nó nóng, cái dòng tiền đầu cơ thị trường nó đổ về đó không, xong rồi vô tình lướt sóng thành cổ đông, tiền thì người ta bán, người ta rút ra làm việc khác rồi, mà toàn lời nào mà chục nghìn tỷ, mười mấy nghìn tỷ, tỷ đô bào hết tiền tươi vào thị trường đi. Đó là nguyên nhân.
nguyên nhân chính. Cái đợt trước chúng ta thấy thị trường đang giao dịch một phiên tỷ đô, sau đó làm cái bụp cái xuống còn 11, 12, 13 ngàn tỷ. Ngộ, ngộ. Phải có cái gì đó, phải có cái gì đó. Vậy thì nó ngộ quá, chúng ta hiểu như thế. Và cái trường hợp đó nhiều quá, nhiều quá, làm cho dòng tiền thị trường rớt đài. Và sau đó thị trường bị giải chấp call margin rồi nữa, nó mới về 1030. Đó là cái nguyên nhân chính. Thì tất nhiên với cái lãi suất tín dụng như thế này, thị trường dòng tiền cũng chưa vào thị trường chứng khoán. Mà cái kênh gửi tiết kiệm vẫn tăng mạnh mẽ, tiền vào chứng khoán tương đối yếu. Đúng ra lãi suất thấp như thế này, thanh khoản như thế này thì dòng tiền trên thị trường chứng khoán nó phải tăng lên. Đây nó không tăng luôn, nó giảm nữa. Làm như nhà đầu tư nhỏ lẻ là cái máy ATM cho người ta rút, kiểu như thế. Nên thị trường hiện nay trong vài tuần tới, trong 3-4 tuần tới, cái điều quan trọng nhất mình là dòng tiền. Mà nếu dòng tiền thấp mà nó gặp cái thông tin gì đó xấu thì mệt. Thành ra tôi nghĩ anh em chân trong chân ngoài hợp lý, rất hợp lý. Có thể cái quá trình mà tạo đáy hai nó chưa có kết thúc đâu. Nó chưa kết thúc. Nó phải tạo một cái nền dao động cứng nào đó thì nó bắt đầu. Tôi nghĩ quý 1 năm sau. Ngồi uống một cái ly cà phê của Đặng Lê Nguyên Vũ ha. Ngắm nhìn cái màn hình máy tính, chứ không phải ngắm nhìn ở Đắk Lắk đâu. Nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ là cái thứ gì nó bỏ đi. Quá khứ là hối tiếc, quá khứ là đau đớn, quá khứ là những cái điều mà giá như nó thấy giá cổ phiếu là thể hiện tương lai của cổ phiếu đó, nó không thể hiện quá khứ. Nên nhiều người đầu tư sống với quá khứ. Anh em thấy gần đây ở Trung Quốc có những cái thông tin cực xấu, và thậm chí ngân hàng trung ương của nước này cấm người dân bình luận về kinh tế xấu. Tức là cấm nói xấu về kinh tế. Vô lý nhỉ. Cái gì đó nó vô lý quá. Cái vụ mà báo chí hay là các bạn đặt tên cho nó là ngân hàng ngầm, cái vụ đó, cái đó là huy động, một cái dạng huy động dưới dạng gọi là chứng chỉ đi, cho nó nhanh,
huy động dưới dạng chứng chỉ, xong rồi đầu tư vào các cái doanh nghiệp, thì trong đó đầu tư lớn vào bất động sản. Và tổng các cái ngân hàng ngầm này nè, cái đó gọi là nó giống như chúng ta hiểu là chứng chỉ ủy thác đầu tư vậy đó, cái kiểu như thế, tức là huy động để đầu tư đó. Tổng cái này nó 3.000 tỷ đô, 3.000 tỷ đô. Và chính phủ Trung Quốc cái điều tra cái ông nội ông ghi này nè, thì nói chung là chắc chắn nó bị thiệt hại, những cái nhà đầu tư trong đợt này nè, nó bị thiệt hại là khoảng 65 tỷ đô. 65 tỷ đô. Thì những cái khoản đầu tư này đối với thị trường trong nền kinh tế Trung Quốc đó, thì nó tương đương 3.000 tỷ. Ở trong 3.000 tỷ này thì nó đầu tư vào bất động sản quá lớn, và nó kẹt ở lại ở đó cả hàng nghìn tỷ đô. Hay là mới những cái ngân hàng ngầm này thôi, còn người dân nhà đầu tư này kia thì không tính đâu. Thì nhiều cái báo cáo họ nói là, tôi đọc thì họ nói là kinh tế Trung Quốc rơi vào một cái giai đoạn xấu hơn, cái kiểu như thế. Thì thôi anh em cứ để ý quan sát coi có chuyện gì xảy ra không. Chứ mà nó chả liên quan gì tới Việt Nam mình hết, chả liên quan. Nghiên cứu cho biết. Đó, hay như tôi hôm qua hôm kia gì tôi đọc một bài báo nói mà ở Trung Quốc số lượng nhà gấp đôi số lượng dân số. Nó nghe có cái gì đó nó sai sai. Nghe cái gì đó sai sai. Các bạn hiểu vậy không? Dân số Trung Quốc á, những năm gần đây giảm mạnh. Giảm khá mạnh. Nó tính ra nó giảm 100 mấy chục triệu người vậy đó. Giảm mạnh. Cái số nhà nó lớn, cái số căn nhà nó lớn. Nói chung cái tình trạng mà dư thừa nguồn cung nhà ở Trung Quốc là có. Và tôi thấy một số cái thông tin là nó dư thừa, nói chung là riêng ở doanh nghiệp mà chưa bán được thì nó cả 100 triệu căn. Với cái người dân đầu cơ trước đây đã bàn giao nữa thì nó cũng nhiều, nó dư thừa nhiều kiểu như thế. Nhưng mà nói như báo rồi mà số nhà gấp đôi dân số thì tôi thấy nó vô lý. Không có chuyện đó. Nó dư thì cùng lắm, dư mà vài 100-200 triệu, 300 triệu căn là ghê rồi, làm gì có dư số nhà. Nói chung số căn nhà ở Trung Quốc là gấp đôi dân số, có nghĩa là một người có 2 căn nhà. Mà trong khi ở thì ở theo gia đình. Kiểu như thế. Thì đợt này cái nền kinh tế Trung Quốc cũng gặp khó, nhưng mà tôi nghĩ với cái sức mạnh của nó thì nó qua được hết thôi, cần thời gian. Còn trong nước mình thì LDG ha, chủ tịch LDG, thì ông LDG này liên quan tới xanh xanh liên quan tới xanh xanh. Thì mấy cái này thì nó cũng râm ran từ lâu rồi, mà tôi không biết cái thông tin LDG này nó có ảnh hưởng tới thị trường hay không, không biết. Nói chung nó không phải là một cái yếu tố trọng yếu. Cho riêng tôi thấy gần đây ngân hàng nhà nước có điều kiện để duy trì một cái lãi suất thấp kéo dài để phục hồi nền kinh tế, điều kiện đó nó thuận lợi trước cái áp lực tỷ giá giảm. Để Việt Nam chúng ta năm nay xuất siêu cũng gần 30 tỷ đô, rất là tốt.
cho tỷ giá, cho nền kinh tế. Nhà đầu tư nước ngoài năm nay đầu tư vào Việt Nam cũng 30 tỷ đô. Đó, tốt. Nói chung kinh tế Việt Nam đang trên đường hướng phát triển. Tôi nghĩ năm 2024, 2025, 2026, 2027, 4 năm đó kinh tế Việt Nam sẽ có một cái giai đoạn tăng trưởng tốt, tăng trưởng lớn. Và tôi cũng dự báo là đại sóng chứng khoán nó nằm ở cái giai đoạn đó. Hiểu như thế. Thị trường chứng khoán bây giờ nó giai đoạn dòng tiền nó thấp, nó có gặp khó khăn gì tôi cũng nghĩ nó tạo được cái đáy hai, thì sau đó nó sẽ từ từ nó tăng, nó phục hồi thôi. Thì đáy hai này cũng có thể nó lâu một chút nhưng không vấn đề gì, cũng không có gì vội, không có gì vội. Thì nhìn chung cái giá cổ phiếu một số nhóm ngành trên thị trường hiện nay nó quá đắt, đắt lắm. Cái đợt vừa rồi nó phục hồi lên gần đỉnh, đắt lắm. Dưới đáy ông mua kiếm ăn, giờ trên đỉnh mua nguy hiểm, rủi ro. Thì thích rủi ro thì cứ chơi thôi, đó, kiểu như thế. Đó, vậy thôi các bạn, nói chung tình hình chung là như thế. Cũng không có nhiều thông tin gì để nói ha. Rồi chúc nhà mình đầu tư thành công. Chúc thị trường các bạn tìm được cái đáy hai và mua ngon. Cảm ơn.